con này mới khoan giếng. Khoan giếng trục này phi 70, còn đường kính ở dưới là 120. Khoan giếng. Cơ cấu chuyển động. Đây có một bơm. Đây có một cái bơm Cano sản xuất 2001. Con này thuộc động cơ V6 Cano. Đây nó có hai cái bơm bít tông nằm đây. Bên này chạy một cái máy nổ. Giang Ma NFD9. Con này chín ngựa.